chào mừng bạn đến với 1001 câu chuyện nội tâm chuyển hóa tâm thức làm chủ cuộc đời. Câu chuyện: mẹ là thiên thần hộ mệnh của con. Có một đứa bé sắp chào đời, nó bèn hỏi Thượng Đế. Họ nói, ngày mai Ngài sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con có thể sống nuôi ở đó khi con quá bé nhỏ và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp, con đừng lo, ta đã chọn cho con một thiên thần của con sẽ chờ đợi con ở đấy và sẽ hết lòng chăm sóc cho con. Đứa bé lại hỏi, nhưng con vẫn thấy trên thiên đàng là hạnh phúc nhất, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười. Thượng Đế đáp, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con. Người sẽ luôn làm cho con hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi, vậy làm sao con có thể hiểu được họ khi mà họ nói chuyện với con bằng thứ ngôn ngữ con chưa hề biết đến? Thượng Đế trả lời, thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại, bao dung, thiên thần sẽ dạy con biết nói. Nhưng con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa, vậy ai sẽ bảo vệ con, thưa Ngài? Thiên thần của con sẽ hộ trì cho con, ngay cả khi điều đó đe dọa tính mạng người. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa. Thiên thần của con sẽ luôn vẫn nói với con về ta và dạy con cách quay về với ta. Vào giây phút này, cổng thiên đàng mở ra và đứa bé có thể nghe thấy tiếng vọng. Từ trần thế, nó vội hỏi, thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin Ngài hãy nói cho con biết tên của vị thiên thần hộ mệnh ấy. Tên người ấy không quan trọng, con chỉ cần gọi đơn giản là mẹ. Bạn thân mến, mẹ đó là tiếng gọi thiêng liêng nhất trong tâm khảm của mỗi người. Mẹ là người đã sinh ra ta, 9 tháng mẹ mang nặng, đẻ đau, nuôi nấng cho ta trưởng thành, mang đến cho ta biết bao nhiêu điều tuyệt vời nhất. Mẹ yêu ta bằng một tình yêu vĩnh cửu, nâng niu và bảo vệ ta trước mọi hiểm nguy. Và hãy nhớ rằng, dù ta đi đến đâu hay bất cứ nơi nào, mẹ luôn là người quan tâm, yêu thương, lo lắng cho ta nhất. Mẹ là thế, luôn cho đi mà không đòi hỏi nhận lại được gì, chỉ muốn ta khôn lớn trưởng thành. Mẹ là bến đỗ bình yên của cuộc đời ta, là niềm tin, sức mạnh nâng bước ta trên đường đời. Công lao của mẹ như nước trong nguồn, biển đông vô tận. Mẹ luôn là người nâng đỡ khi ta vấp ngã, bên ta khi ta buồn, tha thứ khi ta mắc lỗi. Đừng xem những điều gần gũi với trái tim của bạn là hiển nhiên, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có mẹ. Cuộc sống rất vô thường, hãy nói yêu thương tới mẹ của mình ngay khi còn có thể. Biết ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Nếu bạn thấy câu chuyện này có ích cho một ai đó, hãy lan tỏa câu chuyện này tới người đó. Biết ơn bạn đã lắng nghe.